Hôm nay có tiệc tốt nghiệp của học viên ở trong hồ bơi. Mặc dù mưa lớn tôi phải đi để giữ lời hứa. Mệt ghê không mọi người? Đâu có gì đâu mệt. Tiên cá mà trời mưa đi vậy nó mới vui, chơi mới lớn. Ơi, nhưng mà tới lúc thử thách bún quậy nữa rồi. Mấy hôm nay cho dù là có tiệc nhưng mà không ăn được gì. Vô ngồi uống nước rồi ăn nhẹ nhẹ thôi để dành ăn bún quậy là coi như là bỏ nhiều buổi tiệc. Buổi tiệc này là mình chuẩn bị mua bún quậy vô. Chết rồi, mình lại để quên đồ nữa rồi.